xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tắt trạng thái online đối với một người trên messenger nếu như các bạn chúng ta không thích một người nào đó thì chúng ta hãy tắt trạng thái online đối với người đó đi thì cách tắt như sau đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ chọn vào ứng dụng messenger trên điện thoại rồi sau khi vào messenger rồi tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào người mà chúng ta muốn tắt trạng thái online giả sử như đây tôi muốn là tắt trạng thái online đối với bạn Đỗ Hậu thì tôi sẽ chọn bạn đỏ hậu này. Rồi sau đó ở đây, tôi sẽ chọn vào hình đại diện nằm phía trên bên góc bên trái này, tôi sẽ chọn vào. Sau đó ở đây tôi sẽ kéo xuống. Và chọn vào hạn chế. Thì ở đây á nó sẽ xuất hiện là Ẩn bớt hoạt động của bạn hậu mà không cần chặn họ. Ấn đoạn chat này. Gỡ cuộc trò chuyện khỏi danh sách ở hoạt động của bạn này đó họ sẽ không thấy là bạn đang online hoặc là bỏ hạn chế bất kỳ lúc nào đó các bạn chúng ta sẽ hạn chế họ thì họ sẽ không thấy mình đang online rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào hạn chế hậu này đó kể từ đây về sau á khi tôi online thì bạn đổ hậu á sẽ không thấy tôi khi tôi online thì bạn đổ hậu sẽ không thấy tôi còn nếu như các bạn chúng ta không thích chặn nữa thì chúng ta sẽ bỏ chặn đi. Ở đây các bạn chúng ta sẽ tìm tới bạn đó hậu này. Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào bỏ hạn chế. Hoặc bạn cũng có thể là chọn vào chấm ở đây nha. Kéo xuống. Và chúng ta sẽ chọn vào bỏ hạn chế ở đây nha. Đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tắt trạng thái online đối với một người trên Messenger. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.